Định cư trời Tây, cuộc sống bà xã các sao Nam Việt, đầy đủ vật chất nhưng vất vả gấp đôi. Quỳnh Như Hoàng Anh, ngày 25 tháng 2 vừa qua, vợ chồng Quỳnh Như Hoàng Anh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Quỳnh Như còn hạnh phúc thông báo Hoàng Anh đã đậu phỏng vấn định cư ở Mỹ và sẽ không còn chuyện cả nhà xa nhau như trước. Vợ chồng Quỳnh Như Hoàng Anh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Hoàng Anh khi về Việt Nam ăn Tết. Trước khi định cư ở Mỹ, Hoàng Anh vẫn thỉnh thoảng bay lại giữa Việt Nam và Mỹ. Trong những chuyến đi đó, nam diễn viên cũng tranh thủ bán hàng order Mỹ, thậm chí còn kiêm luôn cả shipper để có thêm thu nhập. Nam diễn viên điển trai nhẵn mặt với khán giả màn ảnh nhỏ gây bất ngờ khi kết hôn với bà xã Việt Kiều tên Quỳnh Như đầu năm 2017. Cả hai từng nhận về không ít lời xì xào bàn tán vì ngoại hình đủ lệch. Khán giả xôn xao đặt nghi vấn Hoàng Anh kết hôn vì vợ giàu chứ không thực sự yêu thương nhau. Bỏ ngoài tai mọi điều tiếng, cặp đôi đón con đầu lòng vào năm 2017. Dù chồng vẫn phải di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ vì công việc diễn xuất, Quỳnh Như vẫn chu toàn việc nhà và chăm con nhỏ. Dĩ nhiên đôi lúc Quỳnh Như quá tải vì Hoàng Anh cách 2-3 tháng mới sang Mỹ với mẹ con cô. Nhưng sắp tới đây, cả nhà Quỳnh Như Hoàng Anh sẽ không còn phải chịu cảnh xa nhau nữa. Thủy Tiên, vợ Đan Trường. Dịp Tết Nguyên Đán 2019 vừa qua, Đan Trường mãi mê lưu diện đến mùng 5 Tết cả nhà mới được sum họp. Nhưng doanh nhân Thủy Tiên dường như đã quen với điều đó. Cô vẫn tự tay trang hoàng nhà cửa, chăm sóc bé Thiên Từ chu đáo để chồng yên tâm đi diễn xa. Xây biệt thự triệu đô ở Mỹ, nhưng Đan Trường lại hiếm khi ở nhà với vợ con. Phần lớn thời gian, nam ca sĩ hoạt động nghệ thuật ở quê nhà. Dù đã thuê người trông bé Thiên Từ, nhưng sau thời gian xử lý các công việc ở công ty gia đình, doanh nhân Thủy Tiên lại tất bật trở về chăm sóc con trai. Dù không có chồng bên cạnh thường xuyên, doanh nhân Thủy Tiên vẫn cán đáng việc nhà rất giỏi giang, nhất là về phần chăm sóc cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho con trai đầu lòng. Hai mẹ con thường xuyên đi du lịch nhiều nơi, doanh nhân Thủy Tiên vừa gánh trách nhiệm một người cha một người mẹ, trong khi ông xã không ở bên cạnh. Chính sự hy sinh vì gia đình của Thủy Tiên đã giúp công chúng có cái nhìn thiện cảm hơn về cô. Yến Phương, vợ Lam Trường. Trải qua một lần đổ vỡ, Lam Trường quyết định tiến tới hôn nhân với vợ 9X Yến Phương vào tháng 11-2014. Cũng như anh Bo Đan Trường, Lam Trường cũng đi đi về về giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Trong khi chồng bận rộn với các dự án thì Yến Phương ở nhà chăm sóc tổ ấm. Cặp đôi chào đón tiểu công chúa vào tháng 3-2017. Thế nên ngoài việc phương ván gia đình thì vợ Lam Trường còn phải chăm sóc con nhỏ một mình những khi chồng vắng nhà. Chính vì chồng thường xuyên không ở bên cạnh nên Yến Phương từng nhiều lần trải lòng trên trang cá nhân rằng cô quá cô độc và không biết phải chọn giữa Mỹ hay về Việt Nam. Thấu hiểu nỗi khổ của vợ, nhưng khi có thời gian, Lam Trường đều cố gắng thay vợ chăm sóc con gái. Họ chỉ là những người phụ nữ hết sức bình thường, làm ngoài ngành giải trí, nhưng khi trở thành vợ sau năm Vbiz, họ buộc phải đối mặt với muôn vàn sự soi mói từ phía dư luận. Đến khi làm mẹ, không chỉ hiếm được gặp chồng mà các bà xã của sao nam này còn phải sống nơi đất khách, chịu nhiều khó khăn vất vả nuôi dạy con cái lớn khôn. Chính vì thế mà khi bị nhiều ý kiến chê bai về ngoại hình không xứng lứa vừa đôi, Đan Trường, Lam Trường hay Hoàng Anh đều ra sức bảo vệ nửa kia. Bởi chỉ có các sao nam này mới thấu hiểu sự hy sinh to lớn đến nhường nào của người ấy cho hạnh phúc gia đình của mình. Sốc trước thông tin Miyu từng trở thành tình địch của đồng nghiệp nhưng ngây thơ không biết. Miyu bị Miko Lan Trinh ghét ra mặt vì từng là người giật rết của cô. Trong chương trình Giác quan thứ 6 trên VTV3 tuần này, bất ngờ có sự xuất hiện của mỹ nữ xinh đẹp Miyu sau thời gian vắng bóng trong showbiz. Góp mặt tại chương trình còn có nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Đây là lần đầu tiên hai cô gái này gặp nhau trực diện. Tuy nhiên, Miko bất ngờ tiết lộ Miyu từng là tình địch của mình. Vậy mà chính bản thân cô nàng Miyu lại không biết mình từng giật bồ của đồng nghiệp. Khi nào? Cô này là tình địch của em hồi xưa đó, mà Miyu không biết mình là tình địch của em luôn. Hồi đó, có cái anh mà em thích, bây giờ người ta hay gọi là crush. Anh ấy rất mê cô này, ngày nào cũng kể chuyện về Miyu cho em nghe. Đây là lần đầu tiên em gặp Miyu, chứ thật ra em ghét Miyu từ lâu rồi, Miko Lan Trinh cho biết. Nghe xong, Miyu liền hiểu tại sao nữ đồng nghiệp này lại có thái độ khó chịu đối với mình từ lúc còn ở trong phòng hóa trang. Hèn chi hồi nãy em ngồi quay sau lưng Miko, Miko không thấy em liền quát hỏi Miyu tới chưa, với thái độ rất khó chịu. Tại chương trình, Miyu còn chia sẻ nhiều quan điểm. Cô cho rằng phụ nữ không cần có giác quan thứ 6 quá tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nữ diễn viên bộc bạch, theo kinh nghiệm của em, phụ nữ nhiều khi có giác quan thứ 6 tốt quá cũng không có lợi. Mắt không thấy, tim không đau, đôi khi mình đừng cố cảm giác. Và cô biết nhiều quá vì tổn thương nhất cũng là mình. Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì trực giác của họ càng chính xác hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, đối với Lâm Vĩ Dạ, từ khi làm MC chương trình, cô càng chứng minh cho khán giả thấy rằng cô hoàn toàn không hề sở hữu giác quan này. Có lẽ vì vậy Lâm Vĩ Dạ vẫn yên tâm tin tưởng chồng mà tập trung làm nghệ thuật, không cần phải lo nghĩ nghi ngờ gì chồng. Lâm Vĩ Dạ không xem việc sở hữu giác quan thứ 6 kém nhạy bén của mình là một sự thua thiệt, đặc biệt lỡ trong chuyện tình cảm của cô. Cô còn thấy khá thích vì độ nhạy của trực giác của mình gần như bằng không. Trò chuyện cùng với Miu và Miko Lan Trinh, Lâm Vĩ Dạ còn nắm bắt được một chi tiết khá thú vị có liên quan đến vòng 3 lép xẹp của chồng mình. Miko Lan Trinh nhanh miệng chia sẻ, giác quan thứ 6 của em rất là tệ, nhưng mà em có mẹ và cô em gái có giác quan thứ 6 rất mạnh, nên khi gặp gỡ bất kỳ người con trai nào em cũng sẽ dẫn về cho hai người đó phán. Nói không được được là dẹp, có một người em dắt về cho mẹ xem xong, mẹ nói, thằng đó đít lép nên không chung thủy, đừng yêu nó nữa. Vừa nghe xong Lâm Vĩ Dạ liền cảm thấy bất an trong lòng, cô tự hỏi, mong lép là không chung thủy hả ta? MC Trương Thế Vinh bắt gióng được chủ đề liền chọc ghẹo, lo lắng hả em, anh Đạt anh ấy cũng hơi bị phẳng ha. Thực sự thì chồng của Dạ không hề có vòng ba, nhưng mà vẫn rất chung thủy, 10 năm nay đâu có gì đâu nè. Lâm Vĩ Dạ khẳng định gia đình cô vẫn luôn đầm ấm suốt 10 năm và đập tan ý nghĩ chồng mình không chung thủy, chỉ vì vòng ba khiêm tốn. Nhưng cô nàng Miu vẫn phản pháo lại, hoặc là nhiều khi có mà chị Dạ không biết. Bị cô em chặt chém vậy, nhưng nữ MC vẫn có ý đồng tình, đúng rồi có khi giác quan thứ 6 của mình bị dở. Lương Thế Thành nói gì khi gia đình số 1 phần 2 bị so sánh với phiên bản Hàn? Xuất hiện trong dự án sitcom Gia đình là số 1 phần 2, Lương Thế Thành đã có những chia sẻ chân thành về vai diễn lần này của mình. Xuất hiện trong dự án sitcom chuyển thể từ Hàn Quốc, Gia đình là số 1 từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Lương Thế Thành đã có những chia sẻ chân thành về vai diễn lần này của mình khi được kết đôi lần nữa cùng bà xã Thúy Diễm. Mới đây, Gia đình là số 1 phần 2 bản Việt vừa có buổi ra mắt báo giới hoành tráng. Đây có lẽ là dự án sitcom truyền hình được mong chờ nhất năm 2019. Sự kỳ vọng ấy đa phần đến từ sự thành công vang dội của loạt phim này ở Hàn Quốc. Bởi thế, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với ekip chuyển thể để tác phẩm không bị cái bóng quá lớn của bản gốc lấn át, cũng như giữ được bản sắc của văn hóa Việt Nam. Tham gia trong bộ phim có nhiều tên tuổi là những diễn viên trẻ, trong đó gây sự chú ý nhất vẫn là cặp đôi vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm. Có lẽ lâu lắm rồi khán giả mới thấy cặp đôi này cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh. Đối với riêng Lương Thế Thành, vai diễn người bố lần này hẳn là một thử thách với anh. Khi được hỏi về những áp lực phải gặp ở vai diễn khi bản Hàn thể hiện quá thành công, nam diễn viên chia sẻ, nói về áp lực thì cũng có một chút áp lực, tại ngay cả nhân vật của phiên bản Hàn Quốc, anh ta diễn rất hay, rất nhập vai và xuất thần. Ngay cả bản thân Thành xem cũng rất là thích, và mình coi thì mình cũng nghiền ngẫm để nhân vật này mình hóa thân có thể bằng được hay hơn, chứ không thể dở hơn được. Mình xem thì mình xem vậy thôi, chứ mình không bắt chước hoàn toàn nhân vật ở phiên bản Hàn Quốc. Cũng bởi đây là phiên bản Việt Nam, nên Thành muốn dùng khả năng diễn xuất của mình, cũng như những gì mình hiểu về nhân vật đó để thổi hồn vào nhân vật mới hơn ở bản cũ một chút. Và Thành hy vọng là với sự mới mẻ này sẽ có nhiều thứ để khán giả xem Gia đình là số 1 phần 2. Không những thế, khi được hỏi về cảm giác của bản thân sau một thời gian dài không được cặp kè với bà xã Thúy Diễm trên màn ảnh, Lương Thế Thành đã vui vẻ cho hay, rất là vui, bởi đã hơn một năm rồi từ lúc Diễm mang thai cho tới lúc sinh, thì đây là bộ phim đầu tiên mà hai vợ chồng được kết hợp với nhau. Đi đâu cũng hai vợ chồng đi chung với nhau, đi quay cũng chung với nhau, làm việc chung. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị cho vợ chồng mình. Tiếp nối thành công phần 1, phần 2 của sitcom yêu thích nhất của gia đình Việt, Gia đình số 1 sẽ chính thức lên sóng khung giờ vàng HTV7 từ ngày 4 tháng 3 2019. Gia đình là số 1 là sitcom được remake lại từ Hàn. Nội dung bộ phim xoay quanh những mâu thuẫn quen thuộc trong gia đình ba thế hệ với nhiều tình huống hài hước và vui nhộn. Trường Giang, mới lấy Nhã Phương 2-3 tháng tôi đã bị như thế này. Nghe bé xô dọa, Trường Giang vội thú nhận về tình hình của mình sau khi lấy Nhã Phương. Vừa qua, tập 17 chương trình siêu bất ngờ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Các khách mời tham gia chương trình lần này là Hải Triều, Chí Thiện, bé xô và ca sĩ Anh Tú. Như thường lệ, người dẫn dắt các phần thi là Trường Giang. Trước khi bước vào thi, Trường Giang giới thiệu luật chơi và năm anh chàng sáu múi lực lưỡng. Có nhiệm vụ đổ bột lên đầu những ai đoán sai. Khi thấy Hải Triều tỏ ra hào hứng với năm anh chàng này, bé Zô liền tiếc nuối, hồi xưa tướng tôi cũng như vậy đó. Trường Giang nghe vậy cũng khẳng định, đúng là trước đây bé Zô cũng lực lượng sáu múi như này, nhưng sau khi lấy vợ mới thành ra thế kia.
Khi Bezo khuyên nhủ, anh đừng nói vậy, 5 năm nữa anh cũng giống em thôi anh Giang. Trường Giang lập tức đáp lại, khỏi cần 5 năm, mới lấy Nhã Phương 2-3 tháng tôi đã bị như thế này. Trong chương trình lần này, Hải Triều cũng lần đầu tự thú nhận giới tính của mình với khán giả truyền hình một cách gián tiếp. Cụ thể khi Trường Giang giới thiệu sẽ có những người đàn ông điển trai xuất hiện, Hải Triều vội bước ra. Nhưng ngay sau đó Hải Triều bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trường Giang, anh liền đáp, tôi nghe giới thiệu đàn ông thì ráng bước ra thôi, chứ tôi biết mình cũng chẳng đàn ông cho lắm. Nhưng khi bước ra nhìn thấy mắt của anh Trường Giang và chị Haragon nhìn mình, tôi cảm thấy nản hẳn luôn. Hải Triều cũng tiết lộ về thói quen mặc đồ bó sát của mình, anh nói, hồi đó tôi mập lắm, bây giờ giảm cân gầy rồi nên thích mặc đồ ôm sát để khoe, chứ mặc đồ rộng người ta lại tưởng mình mập. Đến khi Bezo bước ra, anh tiếp tục trêu chọc Hải Triều khi nói, tôi là người đã có gia đình nên không thể đứng cạnh một người đẹp như Ái Phương, Hải Triều cũng vậy. Tuy Hải Triều chưa có gia đình nhưng cậu ấy cũng có nhu cầu lấy vợ nên không cần đứng cạnh Ái Phương làm gì, chỗ đó nhường lại cho Chí Thiện và anh Tú, Hải Triều nên ra đứng cạnh tôi. Hải Triều sau khi nghe xong câu nói của Bezo liền tỏ ra bất ngờ và nói, nhưng tôi cũng không nhu cầu đứng cạnh anh, ok. Sau đó Hải Triều liền chọc Bezo bằng cách chạy rơm Ái Phương và tiết lộ, ở đây chỉ có mình tôi là có bạn trai rồi,